Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, công nhân viên chức lao động tỉnh Thanh Hóa đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội cũng như gửi gắm nhiều kỳ vọng vào đại hội. Cùng với tích cực thi đua lao động sản xuất, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động tỉnh Thanh Hóa đang hướng về Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 với rất nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng, tạo động lực cho các doanh nghiệp đơn vị phát triển bền vững, đề ra những giải pháp căn cơ hữu hiệu để chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ngay từ những ngày đầu năm, thì công nhân chúng tôi đang tích cực tham gia sản xuất và hưởng ứng các phong trào của đoàn, của huyện đề ra và sản lượng so với trước đây thì tăng gần gấp đôi. Đại hội đảng lần thứ 13 thì sẽ chọn được những người tài, người có đức lên lãnh đạo chính quyền và sẽ ưu ưu ái cho công nhân lao động nhiều hơn về mức lương cũng như là về cơ sở vật chất, nhà ở và các sự quan tâm sâu sắc hơn về sự về đời sống của công nhân. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đang diễn ra thì công nhân lao động như chúng tôi mong muốn là đảng và chính phủ có những biện pháp hữu hiệu để đẩy lùi dịch Covid-19 để các doanh nghiệp thì là ổn định sản xuất và công nhân lao động như chúng tôi thì có thu nhập ổn định. Chúng tôi là cũng rất kỳ vọng ở đảng trong đại hội lần này là sẽ có những cái quyết sách những cái định hướng đúng đắn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển để góp phần xây dựng đất nước trong thời gian tới có nhiều cái đổi mới trong cái công tác chỉ đạo đối với các tổ chức đảng để xây dựng các cái đảng bộ tại doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cán bộ viên chức người lao động Thanh Hóa biểu thị quyết tâm, tinh thần yêu nước, niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục cống hiến sức mình, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Những tháng cuối năm luôn là thời điểm hoạt động gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái gia tăng, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Vì vậy, các lực lượng chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Việc kiểm tra được tiến hành trên tất cả các tuyến biên giới biển, đất liền và thị trường nội địa, tập trung ở nhiều địa bàn là nơi phát sinh luồng hàng hóa, các điểm đầu mối kinh doanh buôn bán lớn. Cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng tới việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và hộ kinh doanh trong chống hàng lậu, hàng giả ra lợn thương mại. Phải có nguồn gốc, phải có tem mác đầy đủ, là phải có nơi xuất xứ riêng cá trị vàng. Còn riêng cái mực này thì là chỉ cứ tàu về được là lấy thôi. Trước hết là tuyên truyền cho các cơ sở là thực hiện niêm yết giá hàng hóa đó là cái văn minh thương mại đấy. cái thứ hai đấy là tuyên truyền cho các chủ cơ sở kinh doanh là lấy hàng hóa có hóa đơn chứng từ đảm bảo nguồn gốc xuất xứ nhằm hạn chế tình trạng hàng nhái hàng giả nhất là vào dịp cuối năm cùng với việc tăng cường kiểm tra xử phạt của các ngành chức năng Người tiêu dùng cũng nên tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách nâng cao nhận thức về hàng hóa, đồng thời tố giác những vi phạm để lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, 855 công dân Việt Nam và người nước ngoài cách ly tại khách sạn FLC Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, 826 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và 39 phi công tiếp viên người nước ngoài của hãng hàng không Bamboo Airways trở về từ Ấn Độ nhập cảnh tại sân bay quốc tế nội bài Hà Nội. 855 trường hợp này đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, các công dân này sẽ tiếp tục cách ly y tế tại nơi cư trú thêm 14 ngày theo quy định. Đến nay, tại khách sạn SVC Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, không còn người cách ly phòng chống dịch COVID-19. Công an huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với độ quản lý thị trường số 13, cục quản lý thị trường Thanh Hóa bắt quả tang một cơ sở đang sản xuất sang chiết làm giả nhiều loại nước giặt, chất tẩy rửa với quy mô lớn tại xã Xuân Dục. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực nhà kho của cơ sở này có chứa 500 thùng, khoảng 15 tấn sản phẩm tẩy rửa vệ sinh giả đã thành phẩm được đóng gói, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. 697 tem nhãn chưa sử dụng, 3.600 can nhựa trắng, hai bồn lớn pha dung dịch dùng để sang chiết hóa chất, các loại bột, dung môi, bìa cắt tông, hàng chục thùng phi lớn nhỏ chứa hóa chất. Hàng ngàn chai nhựa, nhãn mát, tem, nắp chai và thùng bao bì có in tên của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Bước đầu lực lượng chức năng xác định chủ của cơ sở này là ông Bùi Văn Ngọc, sinh năm 1983, trú ở thôn Quang Tân, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của chủ cơ sở, đồng thời thu thập thêm hồ sơ chứng từ, tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Công an huyện Định, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng đều ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Hai đối tượng gồm Lã Tất Phú sinh năm 1999 và Hoàng Văn Vượng sinh năm 1996 là trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện game và thường xuyên lang thang trên nhiều địa bàn để trộm cắp tài sản. Sáng sáng ngày 14 tháng 1 năm 2021, cả hai đi xe máy từ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc lên xã Định Long, huyện Yên Định rồi cậy cửa phá khóa cửa hàng bán điện thoại của anh Hoàng Ngọc Tuấn, lấy đi 18 chiếc điện thoại di động tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi mang số điện thoại này lên thành phố Thanh Hóa tiêu thụ. Hiện công an huyện Yên Định đã thu hồi nhiều tài sản trả lại cho bị hại, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam, khoảng chiều và tối ngày mai 28 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều ngày 28 tháng 1 ở Thanh Hóa có mưa mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 28 tháng 1, ở Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ không khí thấp nhất xuống 15 đến 17 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 15 độ C. Từ trưa ngày 28 tháng 1, gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, vùng biển ngoài khơi cấp 6 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Cảnh báo đợt rét này có khả năng kéo dài trong 3 đến 4 ngày và nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 13 đến 15 độ C, trời rét đậm vào đêm và sáng sớm, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến băng nhóm làm luật chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các tàu thuyền ra vào Vịnh Hạ Long. Theo kết quả điều tra ban đầu, do lượng tàu ra vào khu vực Vịnh Hạ Long rất lớn, nên hai đối tượng là Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Văn Huân và một số đối tượng đã yêu cầu các công ty cá nhân phải đóng tiền luật thì mới cho kinh doanh. Nếu không nộp tiền sẽ bị băng nhóm trên đánh, đe dọa, ngăn cản thậm chí vứt hàng hóa xuống biển, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Hơn 10 năm hoạt động phi pháp, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt quả tang Vũ Văn Phương, trú tại 79A đường An Ninh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, khi đang vận chuyển 81,7 kg pháo nổ. Ngoài ra, Vương còn cất giấu 6 bánh pháo và 6 hộp pháo có trọng lượng 37,5 kg tại khu vực Bờ Đê thuộc thôn Tràng Đông, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Lực lượng chức năng còn phát hiện Phương mang theo một khẩu súng tự chế dạng côn xoay có 6 viên đạn và các phụ kiện của dạng súng bắn đạn hoa cải. Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện Nguyễn Huy Thái sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố Bái Ban, thị trấn Nhã Nam, lợi dụng việc gửi hàng qua xe khách để tàng trữ mua bán linh kiện, cụm chi tiết linh kiện, lắp ráp súng hơi khí nén. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng, một hộp đạn. Thái thừa nhận hành vi mua bán linh kiện và tự nguyện giao nộp 1.568 linh kiện, cụm chi tiết linh kiện để lắp ráp súng hơi khí nén. 10.800 viên đạn chỉ, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Vụ việc đang được lực lượng công an lập hồ sơ xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Quốc Đạt và Lê Nguyễn Thúy Vi để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó vào dạng sáng ngày 17 tháng 1, tại khu vực Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã kiểm tra ô tô Bắt giữ hai nghi can trên sử dụng ô tô 4 chỗ vận chuyển 89,4 kg ma túy các loại từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ. Công an thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự Dương Tất Thành và Dương Văn Tiến cùng ngụ thôn Trung Đồng xã Văn Xá huyện Kim Bảng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức game bài đổi thưởng. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thành và Tiến khi đang bán tiền game cho các con bạc tại nhà nghỉ Hoàng Long và quán trà tranh Roconti ở thị xã Duy Tiên. Qua kiểm tra các tài liệu liên quan, cơ quan công an phát hiện số tiền mà hai thanh niên giao dịch để tổ chức đánh bạc lên tới hàng tỷ đồng. Hiện công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Bản tin 18 giờ 10 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.